Chào mọi người, tôi là Lê Danh, chú của Phạm Hữu Dư. Hôm nay tôi trình bày anh chị em cô bác gần xa có 3 miếng đất của một chủ. Đất đỏ Ba Giang rất là đẹp. Đó, nguyên cái miếng này. Nhưng mà tôi phân tích từng miếng, tại họ tách ra họ bán, chứ họ để một miếng thì nó nhiều tiền quá. Chỉ cách cái đường xà ban rất lớn, chưa đầy 200 m. Nè, đường điện, nhà nước vô hết rồi. Dây điện, nhà nước vô, nhà nước đổ đá hết rồi. Chuẩn bị lên nhựa. Đường này phải hơn 4 m, xe hơi vô thoải mái. Đó là tôi trình bày trước nhất là miếng thứ nhất. Từ từ có cột điện đó. Đó. Qua tới bên này, qua tới cái cọc đằng kia. Tới cái cọc này. Là mặt tiền theo cái đường nhà nước đang đợi rải đá để làm á, là 50 m. Từ cái cạnh dưới này chạy lên là 30 m. Đó. Cạnh bên kia thì hơi ngắn hơn chút xíu, 25 m. Có 50 thổ cư. Đó, bây giờ là họ bán á, là đúng 1,4 tỷ, có 50 m mặt tiền đường. Rồi miếng thứ hai tôi trình bày luôn. Từ cột này cho tới cái tuốt cái cột tới cái chỗ chiếc xe tôi. Chỗ xe tôi đang đậu đó, cũng 50 m. Chiều dài 30 m. Đó. Đất trống tôi quay rõ ràng. Tới mấy cái cọc đằng sau đang cắm đằng sau đó, 30 m. Có 50 thổ cư. Là bán 1,5 tỷ. Là 2 miếng, mỗi miếng là 50 m mặt tiền. Tôi nói rõ cho mọi người nghe nha, mà mỗi một miếng như vậy là có 50 thổ cư. Đường xe hơi vô thoải mái, chỉ cách đường nhựa xà ban lớn chưa đầy 200 m. Một chút tôi chạy ra đường cho mọi người coi. Rồi miếng thứ ba là 3 sào. Đó, cái miếng thứ hai đó là ta từ đây dài cho lên cho tới tuốt cái cọc đằng kia cũng 50 m, chiều dài 30 m, có 50 thổ cư. Còn miếng thứ ba là từ cái cọc này tới cái cọc này. Tới cái cọc này là 10 m rưỡi. Đi vô. Đó, đi vô hai bên có cọc rõ ràng đó. Đất rất là tốt. Tiêu họ phá ra hết rồi, bây giờ họ phân ra họ bán. Đi vô 40 m là nở hậu ra. Diện tích là 3 sào. 3.000 m². Sát bên đất mình có cái nhà người ta đang ở luôn. Đó, có cái view, mấy view xa kìa. Đó, bên này cũng có nhà ta ở, nhà dân cư ta ở hết. Đó, hàng cọc ta cắm dài hết rồi đó, ranh giới rõ ràng rồi. Còn bên này là vô tới đây, thẳng vô. Thẳng vô là có rào luôn. Vô tới đây bắt đầu nở hậu ra, để tôi vô cho mọi người coi. Đất thì hồi trước trồng tiêu, bây giờ họ phá hết rồi. Đất rất là màu mỡ. Trong này thì còn sót lại mấy cái điều lớn. Đó, từ ngoài đó, cái mặt tiền là 10 m rưỡi, chạy dài vô đây. Thẳng vô. Thẳng vô, chiều sâu là 80 m. Còn cạnh bên này á, cạnh bên này là từ ngoài đường đó, đi vô đây, đó, chỗ mà cắm cọc á, vô tới sát cái nhà này nè, bắt đầu nở ra. Đó, nở ra. Nở ra cái hàng cọc, mọi người thấy không? Nở ra. Nở ra 50 m. Có một ít cây mít với lại điều.
Đó, nở hậu nè, đằng sau nè, bọc bọc từ đằng sau lưng nè, bọc qua hàng cọc đó, có điện nước đó, bọc qua có ít một cây mít, còn ít một cây mít là đều. Nở hậu ra 50 mét, rồi chiều dài của miếng đất ba sào này á là 80 mét. Cái hậu của mình là 50 mét nha. Đó, tôi nói rõ mọi người coi đó. Phía sông này á thì còn lại là ít cây điều lớn. Mình về mình nghỉ dưỡng này kia, mấy cây điều thiệt là lớn luôn á. Mát rượi à. Mỗi miếng đều có 50 thổ cư. Đó. Đây là đằng tôi đang đứng đằng sau đất mình nè, có rào hết rồi, có hàng rào hết rồi, là miếng đất này nở hậu ra đó mọi người. Đó, người ta đang bỏ cọc để người ta cắm cho mình luôn nè. Diện tích là 3 sào. Đó, hàng rào rồi, đầy đủ hết rồi, có 50 thổ cư. Mà tôi cũng nói rõ, muốn nói rõ thêm cho mọi người biết nha, là mỗi một miếng như vậy đó, họ sẽ cho mình 50 thổ cư và một cái nhà nhỏ kiosk. Họ sẽ xây một cái nhà nhỏ như kiosk vậy đó. Còn miếng đất này thì có điện nước đầy đủ, điện nước mà nước giếng khoan đầy đủ đó. Tại vì theo quy định nhà nước là phải có xây cái nhà nhỏ nhỏ mới cho lên thổ cư, thành ra họ sẽ xây cho mình một cái cũng như cái dạng cái ốt vậy đó, rồi họ sẽ lên cho mình 50 thổ cư, cho mình 50 thổ cư, tôi nói rõ ràng nha. Đó, sát bên mình là cái nhà ta đang ở đó, diện tích là 3 sào, cái miếng cuối cùng là diện tích là 3 sào, ngang mặt tiền là 10,5 mét, đi vô 40 mét là nở hậu ra, nở hậu một bên đó ra là 50 mét, chạy dài xuống là chiều sâu miếng đất mình từ ngoài đường vô là 80 mét, là mặt là đuôi đất còn được 50 mét, chiều sâu là này, còn mặt tiền thì là 10,5 mét. Tôi nói rõ vậy nha. Đó, miếng đất là rất là đẹp, đất đỏ Ba Giang có dân cư ở. Chưa tới 200 mét nữa, một chút nữa tôi sẽ chạy ra đường cho mọi người coi. Đó, hàng cọc này là đằng sau lưng của hai miếng mặt tiền, mà hai miếng mặt tiền mỗi một miếng mặt tiền là 50 mét á. Nhà cửa chung quanh kìa, đường dây điện đó, nhà nước đi vô rồi, nhà nước đã phối đá rồi, lên nhựa luôn. Dân cư ở về đây nghỉ dưỡng là quá ok. Đây là tôi đang đứng ngay chỗ cái miếng đầu tiên mà có mặt tiền 50 mét. Tôi muốn nói rõ thêm cụ thể như sau, là cái miếng này á, đầu tiên này nè, nó có cái mặt tiền nữa là khoảng hơn 3,5 mét đi vô đất rẫy của người ta nữa. Nhưng mà cái miếng đầu tiên này á, là cái cạnh này nè, là vô tới kia là nó chỉ có 24 mét thôi, nhưng mà cái cuối đất á thì nó lại 30 mét, thành ra cái giá hơi nới là 1,470 tỷ. Đúng rồi, 1,470 tỷ, đúng rồi đó. Cái chỗ này á thì nó hơi vô nó hơi ngắn, nhưng mà dài xuống tới cái ranh của 50 mét á, là nó ra là 30, có 50 thổ cư, họ cho mình 50 thổ cư nha. Còn ở miếng dưới á, kế bên á, miếng thứ hai á, là mặt tiền 50 mét, dài vô đúng 30, là 1,5 sào đó, có 50 mét mặt tiền. Mà tôi xin nhắc lại nha, cho mọi người nghe nha, họ sẽ cất cho mình mỗi một miếng như vậy là có một cái kiosk, một cái nhà nhỏ nhỏ,
với lại 50 thổ cư. Tôi nói muốn rõ cho mọi người nghe như vậy đó. Miếng đất này rất là đẹp. Anh em nào về làm đất nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư sinh lời là rất là ok. Đường nhà nước làm rồi nè. Đường dây điện nhà nước vô, nhà nước làm hết rồi. Bên này có cái vườn trái cây thiệt là đẹp. Đó, vườn trái cây của ta nè. Chỗ này thì điện nước thì ok rồi, không phải lo gì hết. Mà chỉ có cách đường nhựa xà bàn lắng lớn chỉ có chưa đầy 200 m. Đó, tôi muốn nói rõ vậy đó. Miếng thứ nhất là 50 m mặt tiền, có một cạnh vô nhưng mà được hai mặt tiền. Một cạnh vô 24, còn cạnh kia là 30, còn mặt tiền theo đường này là 50 m. Là giá 1.470 tỷ. Còn miếng thứ hai tôi đang đứng là đây là cũng còn miếng thứ nhất, còn miếng thứ hai là mặt tiền 50 m, dài vô 30 m, cũng có một cái nhà nhỏ. À, họ sẽ xây cho mình một cái nhà nhỏ với 50 thổ cư nữa là 1.500 tỷ. Đó, 1.500 tỷ là miếng thứ hai. Còn miếng thứ ba mà sát cái nhà kia hồi nãy tôi quay đó là mặt tiền 10.5 m, đi vô 40 m, nở hậu ra 50 m, chiều sâu là 80 m, diện tích là 3 sào, cũng có một cái nhà nhỏ với là 50 thổ cư, giá là 1.750 tỷ. Đó, tôi muốn nói rõ cho mọi người nghe vậy đó. Bây giờ tôi sẽ chạy ra cái đường cho mọi người coi nha. Đường này là quá ok rồi, sẽ hơi vô tới nơi nhà nước đó, đổ đá rồi chuẩn bị lưu lên đường nữa. Rồi bây giờ tôi chuẩn bị ra đây, từ đất của mình đây, ba miếng đất mà tôi đã trình bày với quý vị á, là hướng của ba miếng đất mình đó là hướng Tây Nam nha. Hai miếng, mỗi một miếng là 50 m mặt tiền, mỗi một miếng là diện tích là 1.5 sào, còn miếng cuối cùng á là 3 sào, mỗi miếng đều có 50 m thổ cư hết. Rồi tôi đang chạy ra đường đây, chạy mới có mấy chục mét. Đó, nhà nước phối đá rồi đó, đường này phải là 5 m. Đó, ra cái đường phối đá đây, còn đây là nhà cửa nở ở đây. Đó, thấy cái nhà trắng trắng là thấy ra tới đường nhựa rồi đó, khoảng 100 m rồi ra tới rồi, rất là gần đường luôn. Đó, bây giờ ra tới đường rồi nè. Đó, đường này á là đi về Láng Lớn ra ngã ba Mỹ Xuân về quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ngoài đường đây dân cư người ta ở đây. Còn đường này á là đi về quốc lộ 56 ra ngã ba Đức Hiệp, ngay chợ Đức Hiệp là 3.5 cây số. Rồi, kính chào quý vị và chúc sức khỏe. Vậy cháu Dư sẽ nói cụ thể từng miếng lại cho mọi người hình dung cho nó rõ ràng. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư đây. Thì nãy giờ mọi người xem chú Bảy Legend quay cho mọi người xem một cái miếng đất hả? Thì tại do miếng đất này tách ra đến thứ 3 miếng lần cho nên nó hơi lằng nhằng một chút, cho nên là mọi người xem có thể là phải chú ý kỹ ha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem sổ và phân tích lại lần nữa cho mọi người rõ ha. Thì đây, đây là cái sổ gốc nha mọi người, chưa tách nha. Đó. Thì đây số tờ 121 số thửa nè. Đó, chỉ số là ban vị Châu Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích của ba miếng này là 6.000 m². Đó, thì trong đây thì đất ở có thổ cư sẵn 150 rồi ha. Còn lại đất trồng cây lâu năm và ở đây thì vẫn lên thổ cư được nữa nha mọi người. Đó, rồi đây, đây là hình dáng miếng đất mình ha. Đó. Để mình về mình phân tích ha. Ở đây thôi. Nghề chủ họ cũng cả gửi cho mình sẵn bản vẽ luôn nè, họ tách muốn tách như thế này nè. Đó, thì đây trước mặt mình là đường hiện tại là chuẩn bị đổ nhựa ha, 4 m, xe hơi đi thoải mái. Đó, và mặt tiền của miếng đất của mình á, nó có tổng mặt tiền cái đường này là hơn 110 m nha, hơn 110 m, và họ quyết định là họ tách ra 3 miếng. Đó, đây thì hai cái miếng đầu tiên
thì là nó có, tức là hai miếng đầu tiên thì họ tách ra là mỗi miếng 50 50 đó, mặt tiền 50 50 đó. Thì đây thì cái miếng càng đầu tiên á, thì nó càng hơi hẹp, tức là mặt tiền này ấy là cái hậu này nó có gần 25 mét thôi, xuống tới đây 30 mét. Rồi mặt này thì nó lại nở ra chút xíu nữa, tức là miếng này thì gần một sào rưỡi, còn miếng này thì hơn một sào rưỡi đó. Còn cái miếng cuối cùng thì nó có mặt tiền ít thôi, hơn 10 mét thôi, nhưng mà nó được cái diện tích nó rộng, mọi người thấy không, nó rất là rộng, xuống tới ba sào, nó phải được ba sào á, nó sâu xuống 80 mét ha, ngang 10 mét, sâu 80 mét là nó hậu ra về đó. Thì mình phân tích cái giá ha. Thì mình xin nhắc lại cái giá, thì cái miếng này nó diện tích nó nhỏ hơn miếng này, nhưng mà được cái nó có hai mặt tiền, đây nó có một mặt tiền đường này nữa nha mọi người. Thì kêu giá là 1 tỷ 470, còn cái miếng này cũng nằm với mặt tiền luôn đó. Thì kêu giá là 1 tỷ rưỡi, và cái miếng này đó, cái miếng này là 1 tỷ rưỡi 70, đó là có ba sào, tất cả đều có 50 hữu cư, và tất cả đều sẽ được xây một cái nhà nhỏ đó, để mà tách đó. Rồi và trường hợp tiếp theo nữa là nếu anh chịu chúng mình muốn mua, thứ nhất là mình mua, dù như mua hai miếng này đi, mua luôn hai miếng này khỏi tách, tức là chỉ tách hai miếng này ra riêng, với lại tách miếng này ra riêng, mua hai miếng này thôi, mua tức là mua hai miếng luôn á, thì họ sẽ bán giá là 2 tỷ 7 ha, 2 tỷ 7 cho nguyên cái miếng này, tức là cho hai miếng này gộp lại được 100 mét mặt tiền là 2 tỷ 7, có 100 thổ cư và có hai cái nhà đó. Và trường hợp tiếp theo mình muốn mua hết luôn, tức là mua hết luôn cái sổ này luôn ha, tức là 6.000 mét vuông này á, là có 100 thổ cư á, là chủ chốt giá là 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ rưỡi cho 3 sào 6 có 110 mét mặt tiền đó. Đây mọi người nắm được giá chưa ha, đó. 1 tỷ tư 70 nè, 1 tỷ rưỡi nè, rồi 1 tỷ 7 50 nè, rồi hai cái này là 2 tỷ 7 nè, rồi ba cái này luôn là 3 tỷ rưỡi đó, tức là sẽ gộp như thế này, mười năm được giá rồi đúng không đó. Thì mỗi cái đều có 50 thổ cư và có cái nhà rồi ok vậy ha mọi người ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ phân tích sơ sơ về cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh cho mọi người dễ dàng hình dung ha. Như chú Bảy có dẫn mọi người từ đất đi ra ngoài tới đường liên xã Láng Lớn Xà Bang rồi đó, nó cách cái đường liên xã này chỉ có tầm hơn 100 mét thôi, rất là gần đó. Thành thử là mình rất là thích cái vị trí miếng đất này. Sát với đường chính, nhựa chính luôn, khu dân cư mọi người ha. Đây mọi người thấy không, nhìn ban đầu vệ tinh những cái đốm trắng 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 này là dân cư ha, dọc cái đường này. Nếu mà anh chịu chú mình đã từng đi qua cái đường Láng Lớn Xà Bang này là sẽ biết là cái đường này rất dân cư, rất là đông ha. Đặc biệt là đây lên qua khúc này, bỏ khúc này qua khúc này nè, mọi người thấy không, nhà cửa san sát luôn nè. Đây cách quốc lộ 56 nè khoảng chừng đâu đó là 3 4 cây số á, nè từ đây chẳng ở đây là 4 cây số nè, thì mình sẽ tới trung tâm của xã Sa Pa ở đây, chợ Đức Hiệp, trường học nè. Đó, ở đây mình quay nhiều đất ở đây, khu vực này nè rất là sầm uất ha. Xuống dưới đây nữa là trung tâm thương mại Kim Long nữa nè, cũng rất là sầm uất, và đặc biệt là ở đây á đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là gần ha. Nà, còn đây biển thì nói chung là cũng khoảng bốn mấy cây á tới biển đó, còn tới thành phố Hồ Chí Minh thì chưa tới 70 cây ha mọi người ha, chưa tới 70 cây, đi chưa tới 1 tiếng rưỡi. Mình sẽ đi đường Láng Lá Sao Vàng này nè, mình đi thẳng xuống đây là sẽ cắt với đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Đây cái đường Mỹ Xuân Ngãi Giao này mình nói nhiều rồi ha, Mỹ Xuân Ngãi Giao này sẽ là đường là ngã ba Mỹ Xuân đó mọi người đó, là sẽ ra tới quốc lộ 51 nè. Nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi quốc lộ 51, mình sẽ tới ngã ba Mỹ Xuân, mình sẽ quẹo vô đi đường ngã ba Mỹ Xuân này, mình sẽ tới đường Láng Lá Sao Vàng đi tới đây là tới đất rồi đó. Nó cách quốc lộ 51 khoảng 20 cây thôi ha. Đó, rồi tới quốc lộ 51 này mình sẽ đi thẳng hướng cao tốc đi về thành phố Hồ Chí Minh, chưa tới đây 50 cây nữa là tới đất, là tới thành phố Hồ Chí Minh đây đó, mình thấy không đó, theo là cách đất mình thì cách thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 70 cây số nha, đi chưa đầy 1 tiếng rưỡi đó, đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện. Rồi về vị trí thì mình cũng nói sơ sơ vậy thôi, nói chung là vị trí này thì đẹp, nói chung là ngay sát đường đường liên xã chính luôn, cho nên là về vấn đề tiện ích chợ búa hay là mua sắm này nọ thì không có lo rồi. Đường ô tô vào tới nơi,
đất đẹp. Nói chung là đất thì này thì họ phân họ bán cho nó dễ bán, chứ giờ là bán nguyên một cục á thì thời buổi Covid khó khăn, nên là bán nguyên cục thì cũng hơi khó bán, cho nên họ quyết định họ phân ra nhỏ 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 ra cho nên dễ bán. Nhưng mà nếu ai có tài chính mạnh muốn mua về, có thể là mình mua về mình mua luôn hết luôn á để làm nguyên cái trang trại thì rất là đẹp ha, tại vì mặt tiền đất này tới hơn 100 mét mặt tiền rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà ai muốn mua về phân lô thì chủ họ cũng sẵn sàng hỗ trợ mình phân lô luôn ha, phân lô mình thấy là mình chia, tức là cái nấy này nè, mình nghĩ là ba người cùng vô mua, tức là ba người anh em họ hàng gì đó, bạn bè gì đó mà mình cùng chung chí hướng mình về đây ở thì mỗi người chia ra thì mỗi người một lô ở sát nhau về rất là đẹp ha, vị trí đẹp mà, cho nên là mình thấy ở gần nhau đẹp. Ở đây khu dân cư nha mọi người, gần khu dân cư chung là gần như là không bị chê, đất có sẵn thổ cư. Mình mỗi người mỗi miếng 50 thổ cư thì mình có thể lên thêm được 100 thổ, tức là mình lên thêm 100 thổ cư nữa đẹp, còn không lên maximum luôn là 300 thổ cư là ok. À, là coi như là đất quá đẹp luôn. Rồi vậy đi ha, nếu anh chị cô chú mình quan tâm hay là có thắc mắc gì cứ alo mình ha, mình sẽ hỗ trợ trả lời cũng như là dẫn mọi người xem đất và gặp chủ mình làm việc trực tiếp ha. Thì số điện thoại của mình là 0933 230243, mình xin nhắc lại là 0933 230243. Và nếu như anh chị của chú mình có đất vườn hay nhà vườn không còn nhu cầu sử dụng nữa, cũng có thể alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video, chào mọi người.